Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC môn F6 của website tuonthi.com. Tiếp tục chủ đề về thuế thu nhập cá nhân thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích về cái dạng bài tập tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam. Chúng ta biết rằng là trong đề thi môn F6 thì sẽ có hai cái bài tập tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Trong đó thông thường sẽ là một tình huống cho người nước ngoài và một tình huống liên quan đến người Việt Nam. Vậy thì cái bài tập liên quan đến tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam nó có đặc điểm như thế nào? Thì nếu mà bạn nào mà đã xem qua cái đề thi môn F6 trên website của ACC, các bạn sẽ thấy rằng cái dạng bài tập mà tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam thông thường thì nó sẽ có ba cái đặc điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy như sau. Cái đặc điểm thứ nhất là cái bài tập tình huống này nó sẽ tập trung vào một đối tượng là cá nhân là người Việt Nam, là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái thông tin về thu nhập mà cá nhân này nhận được thường là thu nhập trước thuế, tức là thu nhập đã bao gồm thuế. Hay ta vẫn nói cái thuật ngữ là gross income đấy ạ. Do vậy thì chúng ta sẽ không cần phải gross up lên khi tính thuế, nghĩa là cái quá trình tính toán của chúng ta sẽ rất là đơn giản. Và có lẽ chính bởi vì cái quá trình tính toán nó đơn giản như vậy nên thông thường cái dạng bài tập này nó sẽ liên quan đến nhiều loại thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân chứ không phải là chỉ mỗi thu nhập từ tiền lương tiền công. Với các cái đặc điểm như vậy thì cái cách xử lý cái dạng bài tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam này hoàn toàn tương tự như là bốn cái bước tính thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta đã tìm hiểu ở video trước. Tất nhiên là chúng ta có thể bỏ cái bước 1 đi bởi vì là cá nhân Việt Nam thông thường thì sẽ là cá nhân cư trú trong năm tính thuế. Nó chỉ trừ một số các trường hợp đặc biệt thôi mà mình không có thấy các trường hợp đó phát sinh ở trong đề thi F6 nên chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Như vậy chúng ta sẽ còn lại 3 bước. Mà ba cái bước này thì chúng ta đã vận dụng quá là thành thạo khi mà chúng ta xem cái phần tính thuế cho người nước ngoài rồi đúng không ạ? Do vậy thì trong cái video này chúng ta sẽ không đi vào xem cái cách để vận dụng 3 bước tính thuế trong cái quá trình xử lý bài tập nữa, mà chúng ta thay vào đó chúng ta sẽ đi xem chi tiết cái cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại thu nhập. Và loại thu nhập đầu tiên mà chúng ta đi xem xét về cách tính thuế thu nhập cá nhân đó chính là thu nhập từ tiền lương tiền công. Về cái cơ bản thì cái cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công cho người Việt Nam nó sẽ giống hệt với cái cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công cho người nước ngoài trong cái trường hợp thu nhập là gross income mà chúng ta đã tìm hiểu ở video trước. Công thức tính ra cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp rất đơn giản. Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ tiền lương tiền công thì sẽ bằng thu nhập tính thuế mà nhân với cái thuế suất tương ứng. Trong đó thì cái thu nhập tính thuế thì sẽ được xác định bằng cái thu nhập chịu thuế mà trừ đi các cái khoản giảm trừ. Bởi vì cái công thức tính nó rất là đơn giản như vậy cho nên cái phần khó nhất của cái bài tập này nó sẽ chỉ nằm ở việc là chúng ta xác định đúng cái thu nhập chịu thuế và xác định đúng các cái khoản giảm trừ được chấp nhận theo quy định mà thôi. Chúng ta hãy cùng đi xem cái tình huống sau. Tình huống đưa ra là ông Phú là người Việt Nam và ông có cái thu nhập trong năm 2018 tại Việt Nam như sau. Đầu tiên là tiền lương. Trong năm 2018 thì ông sẽ nhận được tiền lương là 580 triệu một tháng và thêm 2 tháng tiền lương nữa nhận vào tháng 3 năm 2018 và tháng 1 năm 2019. Như vậy là trong năm 2018 tổng chi phí tiền lương của công ty cho ông là 14 tháng tiền lương đúng không ạ? Theo quy định của chúng ta thì cái tiền lương nó sẽ được liệt kê là một trong các cái khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một cái điểm là cái thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công nó không phải là cái thời điểm mà công ty phát sinh chi phí mà nó là cái thời điểm người lao động thực nhận được thu nhập. Do vậy thì cái khoản tiền lương bổ sung được chi vào tháng 1 năm 2019 sẽ không phải là cái thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của năm 2018 mà nó sẽ là cái thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của tháng 1 năm 2019. Do vậy ở đây cái phần thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của ông Phú trong năm 2018 sẽ chỉ là 13 tháng lương thôi. Tương với đó chúng ta lấy 580 triệu nhân với 13 tháng lương ra được là 7 tỷ 540 triệu. Khoản thu nhập thứ hai của ông Phú trong năm 2018 đó là phần tiền thưởng. Theo cái chính sách của công ty thì ông Phú sẽ nhận được cái phần thưởng là 100.000 cổ phiếu của công ty nếu như ông Phú đạt được cái kế hoạch mà công ty đã đề ra từ đầu năm. Ông Phú thì có thể chọn để nhận thưởng theo hình thức là nhận cổ phiếu hoặc là cái số tiền tương đương theo cái giá trị thị trường của cổ phiếu vào thời điểm cuối năm, tức là 31 tháng 12 năm 2018. Và trong cả hai trường hợp này thì cái phần thưởng mà ông chọn đều sẽ được trả vào tháng 6 năm 2019.
Thì trong cái trường hợp này rõ ràng cái tiền thưởng nó cũng như tiền lương nó sẽ là cái một cái khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công theo quy định đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái thời điểm mà tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công nó lại là cái thời điểm mà người lao động thực nhận được thu nhập. Tức là trong tình huống này của chúng ta, tức là cái phần thưởng này ông Phú sẽ chỉ nhận được vào tháng 6 năm 2019. Do vậy thì cái khoản tiền thưởng này nó sẽ được tính vào cái thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân của ông Phú vào tháng 6 năm 2019, chứ không phải là vào năm 2018. Do vậy nếu như mà lúc chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ điền cái giá trị thu nhập chịu thuế đối với cái khoản tiền thưởng này là bằng 0. Khoản thu nhập thứ 3 mà ông Phú nhận được trong năm 2018 từ công ty đó là chi phí thuê xe. Thì chi tiết là công ty đã chịu trách nhiệm thuê xe cho ông Phú đi lại từ nhà đến công ty và ngược lại với cái chi phí là 30 triệu một tháng và công ty sẽ trực tiếp chi trả cho bên thuê xe. Như vậy tổng trong một năm thì công ty đã phải bỏ ra là 30 triệu nhân 12 tháng là 360 triệu để chi trả cho cái việc thuê xe của ông Phú đúng không ạ? Tuy nhiên theo quy định thì cái khoản tiền chi phí thuê xe để đưa đón cái người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do vậy thì cái phần 360 triệu này chúng ta không tính vào thu nhập chịu thuế mà thực chất nó phải xếp vào thu nhập không chịu thuế. Khoản lợi ích tiếp theo mà ông Phú nhận được từ công ty trong năm 2018 đó là chi phí thẻ hội viên. Cụ thể là ông Phú thì được công ty cấp cho một cái thẻ hội viên câu lạc bộ chơi golf với cái chi phí là 160 triệu một năm. Cái thẻ này thì ghi đích danh tên ông Phú. Theo quy định thì các cái phí thẻ hội viên này trong trường hợp công ty chi trả cho người lao động nếu như mà để cho tất cả mọi người sử dụng chung và không ghi tên đích danh của cá nhân thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên nếu như mà ghi đích danh của cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sử dụng thì sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân như bình thường. Thì do vậy trong trường hợp này của chúng ta cái chi phí thẻ hội viên 160 triệu này nó sẽ phải tính vào cái thu nhập chịu thuế của ông Phú cho năm 2018. Một cái khoản lợi ích tiếp theo ông Phú nhận được trong năm 2018 từ công ty đó là cái phần tiền học phí cho các con của ông Phú. Thì công ty của ông Phú có thực hiện chi trả học phí cho con của ông Phú theo cái số chứng từ thực tế phát sinh. Biết rằng cái số tiền học phí tương ứng cho hai con của ông Phú là 150 triệu một năm và 100 triệu một năm. Và trường sẽ có chính sách chiết khấu 5% cho con thứ hai. Cái học phí của đứa con thứ hai là 100 triệu một năm. Thì như vậy ở đây cái số tiền thực tế mà phát sinh công ty đã chi trả cho con của ông Phú sẽ là 150 triệu cộng với 100 triệu nhân với 95% đúng không ạ? Như vậy tổng sẽ là 245 triệu. Khi tìm hiểu cái bài tập tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài thì chúng ta biết rằng là trong cái trường hợp mà người lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc và có con học tại Việt Nam hay là khi người lao động của Việt Nam sang nước ngoài làm việc và cho con học tại nước ngoài thì khi đó cái phần tiền mà công ty hỗ trợ học phí cho con của người lao động học từ bậc mầm non đến phổ thông thì sẽ được coi là cái thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cho cái người lao động đó. Tuy nhiên trong cái tình huống này của chúng ta thì ông Phú này là người lao động Việt Nam làm việc tại Việt Nam, do vậy thì cái khoản tiền học phí mà công ty đã chi trả cho con ông Phú học tại Việt Nam này sẽ không được coi là cái thu nhập không chịu thuế, mặc dù là đáp ứng được về cái điều kiện về bậc học là từ mầm non trên phổ thông cũng như là cái điều kiện về cái hình thức thanh toán là công ty chi trả trực tiếp cho nhà trường. Một khoản thu nhập nữa mà ông Phú cũng nhận được từ công ty trong năm 2018 đó là tiền lương làm thêm giờ. Trong năm 2018 thì ông Phú đã nhận được tiền lương từ làm thêm giờ là 180 triệu. Biết rằng cái mức tiền lương này được chi trả ở mức 150% so với mức lương thông thường khi không làm thêm. Chúng ta có thể biết rằng là cái quy định về làm thêm giờ của Việt Nam theo luật lao động ấy, thì tức là nếu như mà bạn làm thêm vào ngày bình thường thì bạn sẽ được trả lương cho cái giờ làm thêm đó theo cái mức là 150% so với thông thường. Ví dụ như là giờ bình thường bạn được nhận là 100.000 thì lúc cái giờ mà bạn làm thêm bạn sẽ nhận được 150%, tức là thành 100.000 nhân 150% bằng 150.000. Còn nếu như mà bạn mà làm thêm vào ngày nghỉ thì bạn sẽ được trả 200% lương. Nghĩa là ngày bình thường bạn được 100.000 một giờ thì cái giờ bạn làm thêm vào ngày nghỉ đó sẽ là 100.000 nhân với 200% là 200.000. Còn nếu như bạn làm thêm vào ngày lễ Tết thì khi đó bạn được trả 300% so với cái mức lương bình thường. Tức là nếu như bình thường bạn nhận được 100.000 một giờ thì lúc mà bạn làm thêm vào ngày lễ Tết bạn nhận được là
100.000 nhân với 300% tức là bằng 300.000. Thì ở trong tình huống này của chúng ta, ông Phú nhận được mức lương chi trả là 150% so với thông thường, thì nghĩa là ông ý đang là đi làm thêm vào ngày thông thường, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta biết được cái mức lương làm thêm giờ là 180 triệu và cái tỷ lệ chi trả là 150% so với thông thường, thì chúng ta sẽ tính ra được cái mức lương mà chi trả theo mức thông thường ở đây sẽ là 180 triệu mà chia cho 150%, sau đó nhân với 100% sẽ ra là bằng 120 triệu. Còn cái mức lương mà trả cao hơn so với thông thường sẽ là 180 triệu trừ 120 triệu bằng 60 triệu. Sở dĩ chúng ta phải tách ra là trong 180 triệu này thì bao nhiêu tiền lương là tương ứng với cái mức chi trả thông thường và bao nhiêu tiền lương là tương ứng với cái mức chi trả cao hơn thông thường. Bởi vì là theo quy định của chúng ta thì cái phần tiền lương mà trả cao hơn thông thường ấy thì sẽ được coi là thu nhập miễn thuế, thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. Còn cái phần tiền lương mà ở trong cái mức chi trả thông thường thì sẽ vẫn phải chịu thuế như bình thường. Do vậy trong 180 triệu này của chúng ta có 120 triệu là cái phần tiền lương mà chi trả theo mức bình thường và 60 triệu là chi trả cao hơn mức bình thường. Thì sẽ tương ứng với việc đó là 120 triệu sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân và 60 triệu sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Khoản thu nhập tiếp theo mà ông Phú nhận được từ công ty G trong năm 2018 đó là quyền mua 50.000 cổ phiếu của công ty G với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phiếu vào đầu năm 2018, và ông Phú thì sẽ phải thực hiện cái quyền mua này vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Cái chi phí mua là 500 triệu thì đã được trừ khỏi lương của ông Phú vào tháng 3 năm 2018. Tức là 50.000 cổ phiếu nhân với 10.000 trên một cổ phiếu đó thì tổng chi phí là 500 triệu. Cái giá thị trường của cổ phiếu vào ngày ông Phú thực hiện quyền mua là 45.000 đồng một cổ phiếu. Và cái cổ phiếu này thì đã được bán và chuyển tiền về cho ông Phú vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 theo giá trị là 48.000 đồng một cổ phiếu. Và công ty G thì đã nhận được cái hướng dẫn từ cục thuế rằng là cái quyền mua cổ phiếu này thì sẽ phải chịu thuế khi các cái cổ phiếu này được bán đi. Và cái thu nhập từ tiền lương tiền công chịu thuế sẽ là chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá mua tại thời điểm nhân viên thực hiện quyền mua. Như vậy thì từ cái thông tin ở tình huống này chúng ta sẽ thấy ra được 3 điểm. Cái thứ nhất là cái khoản tiền thưởng. Bản chất của cái tình huống này là ông Phú đang được nhận một khoản tiền thưởng theo dạng là quyền mua cổ phiếu, đúng không ạ? Và quyền mua cổ phiếu nó sẽ là một cái khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là cái thời điểm mà bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân từ cái khoản tiền thưởng theo dạng quyền mua cổ phiếu này nó sẽ được xác định vào cái thời điểm là các cái cổ phiếu này được ông Phú bán đi. Cái điểm thứ ba chúng ta có thể rút ra đó là cái cách để tính ra cái số thuế phát sinh mà ông Phú phải chịu là cái chênh lệch giữa cái giá trị thị trường và giá mua tại thời điểm mà ông Phú thực hiện quyền mua. Trong cái trường hợp này là cái giá mua mà tại thời điểm ông Phú thực hiện quyền mua là 10.000, bởi vì ông Phú mua theo mệnh giá, đúng không ạ? Còn cái giá thị trường của cổ phiếu tại ngày ông Phú thực hiện quyền mua ngày 4 tháng 1 năm 2018 là 45.000. Như vậy thì cái thu nhập chịu thuế phát sinh trong trường hợp này của ông Phú sẽ là 50.000 cổ phiếu nhân với 45.000 mà trừ đi 10.000 bằng là 1,75 tỷ. Mình cũng lưu ý một chút là thực ra trong cái văn bản thông tư quy định về thuế thu nhập cá nhân của chúng ta thì ở cái xác định cái thời điểm xác định tính thuế cũng như là cái cách tính thuế đối với cái khoản tiền thưởng theo dạng là quyền mua cổ phiếu này thì chưa có được quy định rõ ràng. Chính vì vậy nên trong tình huống này mới để cái thông tin là cục thuế có hướng dẫn về cách tính thuế. Nếu như trong các cái trường hợp khác mà đề bài không đưa cho chúng ta cái thông tin về cái cách tính thuế cụ thể thì các bạn có thể giải thích một câu là hiện tại thì văn bản chưa có đưa ra cái hướng dẫn cụ thể rõ ràng về cái cách xác định nghĩa vụ thuế. Chúng ta sang một cái khoản thu nhập tiếp theo mà ông Phú nhận được từ công ty, đó là các khoản phụ cấp trợ cấp. Thứ nhất là ông Phú nhận được cái khoản phụ cấp độc hại do môi trường làm việc là 1 triệu đồng một tháng. Như vậy trong năm 2018 ông nhận được là 12 triệu. Thứ hai là trợ cấp trang phục bằng tiền 4 triệu đồng trong năm 2018. Thứ ba là các khoản trợ cấp ăn trưa theo hình thức là công ty tổ chức ăn trưa cho nhân viên và trị giá mỗi bữa ăn là 40.000 đồng một ngày. Và trong năm 2018 thì ông làm việc là 240 ngày. Một khoản trợ cấp nữa đó là do trong năm thì ông có thực hiện
với việc điều chuyển nơi làm việc theo cái phân công của công ty, thì ông phải chuyển đến cái nơi làm việc có điều kiện gọi là kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Do vậy công ty hỗ trợ cho ông là 20 triệu tiền trợ cấp. Thì với cái khoản phụ cấp đầu tiên là phụ cấp độc hại ra môi trường làm việc, thì nó thuộc danh sách các cái khoản phụ cấp trợ cấp mà không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Khoản trợ cấp thứ hai là trợ cấp trang phục. Thì theo quy định, nếu như mà công ty chi trả cái trợ cấp trang phục cho nhân viên bằng tiền, thì cái mức giới hạn để được coi là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ là 5 triệu. Tức là nếu như mà chi quá thành 6 triệu thì cái phần chênh lệch giữa 6 triệu với cả 5 triệu là 1 triệu sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu như mà công ty chi trả cái trợ cấp trang phục mà bằng hiện vật, tức là công ty đứng ra may luôn, may sẵn cái trang phục cho nhân viên, thì khi đó sẽ được tính theo cái chi phí thực tế phát sinh trên hóa đơn chứ không bị giới hạn bằng cái số tiền. Thì trong cái tình huống này của chúng ta thì ông Phú nhận được cái tiền trợ cấp trang phục bằng tiền là 4 triệu, tức là dưới cái mức giới hạn là 5 triệu. Do vậy đây là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân của ông Phú. Tiếp theo là cái trợ cấp về tiền ăn trưa. Đối với cái tiền ăn trưa ấy, thì cái quy định của chúng ta sẽ là tương tự như cái trợ cấp trang phục. Nó tương tự ở chỗ nào? Thì cái thứ nhất là nếu như mà công ty mà đứng ra tổ chức ăn trưa cho nhân viên, theo kiểu như là công ty có thể thuê một đơn vị bên ngoài về nấu, hoặc là công ty tự sắp xếp các cái nhân sự để thực hiện cho cái việc tổ chức bữa ăn trưa, thì khi đó cái chi phí tiền ăn trưa phát sinh của công ty sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của từng cá nhân trong công ty. Còn nếu như trong cái trường hợp mà công ty chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho nhân viên bằng tiền mặt, thì khi đó cái trợ cấp tiền ăn trưa này nó cũng sẽ bị giới hạn. Và cái mức giới hạn ở đây nó sẽ là theo cái quy định của cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Và với cái mức hiện tại của chúng ta đang là 730.000 một tháng. Tức là nếu như mà công ty chi trả vượt mức 730.000 thì cái số vượt đó sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân. Trong tình huống này của chúng ta thì là công ty tổ chức ăn trưa cho nhân viên. Do vậy thì đây sẽ là cái thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân của ông Phú. Cái khoản trợ cấp thứ tư là trợ cấp một lần để chuyển đến nơi làm việc có cái địa bàn gọi là đặc biệt khó khăn, 20 triệu. Thì cái khoản trợ cấp này nó cũng thuộc danh sách các khoản phụ cấp trợ cấp mà không chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy là trong tình huống này của chúng ta, cả bốn cái khoản phụ cấp trợ cấp này đều là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta tính tổng phát sinh của bốn cái khoản phụ cấp trợ cấp này lại, chúng ta sẽ ra được cái số tiền, cái số thu nhập không chịu thuế ở đây là 45,6 triệu. Như vậy chúng ta cộng tổng lại các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông Phú trong năm 2018 từ 8 cái tình huống về các khoản thu nhập trên, chúng ta sẽ ra được tổng cái thu nhập chịu thuế của ông là 9 tỷ 965 triệu. Thì đó là về cái thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Còn bây giờ chúng ta hãy đi xem xét các cái khoản giảm trừ mà ông Phú có thể được chấp nhận khi mà tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Thông tin về các khoản giảm trừ thuế có thể được xem xét của ông Phú trong năm 2018 như sau. Thứ nhất là ông Phú đã tự chịu các cái khoản bảo hiểm, đóng góp bảo hiểm mà trừ vào lương người lao động theo quy định. Theo quy định ở đây nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm đóng góp bảo hiểm của ông Phú là 10,5% và cái mức lương để đóng bảo hiểm bắt buộc hàng tháng là 24 triệu 200 nghìn. Thông tin thứ hai là trong năm 2018 thì ông Phú đã ủng hộ cho cái tổ chức người khuyết tật là 100 triệu. Tổ chức này thì được thành lập theo quy định của pháp luật và ông Phú có cái chứng từ tiền thu tiền hợp pháp của cái tổ chức chăm sóc người khuyết tật này. Thông tin thứ ba là vợ và bố mẹ của ông Phú đều có thu nhập trên 1 triệu một tháng và ông Phú có hai con là 8 tuổi và 11 tháng tuổi. Như vậy nhìn vào cái thông tin này chúng ta sẽ thấy rằng ông Phú đang có ba cái loại giảm trừ khác nhau. Đầu tiên là giảm trừ tiền đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Thứ hai là giảm trừ cho cái phần tiền đi làm nhân đạo cho các cái tổ chức. Và thứ ba là cái giảm trừ gia cảnh. Chúng ta hãy đi xem cái quy định về ba cái loại giảm trừ này. Chúng ta biết rằng là khi mà tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công thì cá nhân có thể được xem xét để giảm trừ ba cái loại sau. Thứ nhất là giảm trừ gia cảnh. Thứ hai là giảm trừ cái tiền đóng bảo hiểm bắt buộc hoặc là hưu trí tự nguyện. Thứ ba là giảm trừ cho các khoản đóng góp vào từ thiện nhân đạo khuyến học. Đầu tiên là đối với cái phần giảm trừ gia cảnh thì nghĩa là chúng ta sẽ được chấp nhận để giảm trừ một cái khoản nhất định cho bản thân và cho những cái người mà được coi là người phụ thuộc của chúng ta.
Đối với bản thân thì cái mức giảm trừ cho bản thân là 9 triệu một tháng. Và mức giảm trừ này được tính tròn tháng và nó không có điều kiện ràng buộc gì. Nghĩa là nếu như mình nộp thuế trong 12 tháng trong năm 2018 thì mình sẽ được giảm trừ cho bản thân cả 12 tháng này, mà không cần phải đăng ký hay là có giấy tờ chứng minh. Đối với cái người nước ngoài mà là cá nhân cư trú tại Việt Nam ấy, thì lúc trước mình đã nói là họ sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 1 nếu như là họ tính thuế, cái kỳ tính thuế cho năm dương lịch, hoặc là được giảm trừ từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp là cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, và họ sẽ được tính giảm trừ đến cái tháng mà họ kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. Còn cái mức giảm trừ cho người phụ thuộc thì sẽ là 3,6 triệu một tháng. Tuy nhiên là không phải ai cũng được giảm trừ mà đều có điều kiện. Lúc trước chúng ta cũng đã nói là cái người phụ thuộc thì sẽ chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Thứ nhất là con, bao gồm cả con nuôi, con đẻ. Trường hợp là con cái thì có thể là nhỏ hơn 18 tuổi hoặc là lớn hơn 18 tuổi nhưng bị mất khả năng lao động, hoặc vẫn đi học, tức là ví dụ như chúng ta học đại học đó, và là có cái thu nhập hàng tháng là không có 1 triệu. Cái nhóm đối tượng thứ hai là các cái nhóm đối tượng mà như là vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, ông bà, hoặc là những cái người mà người nộp thuế phải trực tiếp chăm sóc khác. Nếu như đang trong độ tuổi lao động, tức là phụ nữ giới hạn là 55, nam giới hạn là 60 tuổi, thì phải có cái điều kiện là bị mất khả năng lao động và có thu nhập hàng tháng không quá 1 triệu. Còn nếu như mà đã ngoài độ tuổi lao động thì phải có cái điều kiện là có thu nhập hàng tháng không quá 1 triệu. Sở dĩ văn bản quy định những cái điều kiện ràng buộc đối với cái người phụ thuộc như vậy là để chúng ta không sử dụng cái khoản giảm trừ gia cảnh này như là một cái công cụ để trốn thuế, đúng không ạ? Đối với cái phần giảm trừ gia cảnh này thì chúng ta phải lưu ý về cái thời điểm được tính giảm trừ. Thì nếu như mà người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định thì khi đó sẽ được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Và tất nhiên là sẽ được làm tròn tháng. Trong ví dụ này của chúng ta thì ông Phú có một người con 8 tuổi và một người con 11 tháng tuổi. Như vậy thì tất nhiên ông sẽ, đối với cái người con thứ nhất, ông sẽ được tính giảm trừ trọn 12 tháng trong năm 2018. Tức là sẽ được là 3,6 triệu nhân với 12 tháng, đúng không ạ? Nhưng đối với người con thứ hai 11 tháng tuổi thì khi đó ông Phú sẽ chỉ được tính giảm trừ gia cảnh trong 11 tháng mà thôi, bởi vì là ông chỉ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với đứa con thứ hai trong 11 tháng. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được tổng cái số tiền giảm trừ gia cảnh của ông Phú được hưởng khi mà tính thuế sẽ là 190,8 triệu. Đối với cái loại giảm trừ thứ hai là bảo hiểm bắt buộc hay là hưu trí tự nguyện thì thế này, thông thường cái trường hợp chúng ta thường gặp sẽ là trường hợp đóng bảo hiểm bắt buộc đối với người Việt Nam. Thì khi đó điểm chúng ta phải lưu ý ở đây là cái tỷ lệ đóng, và cái thứ hai là cái mức lương được sử dụng để đóng bảo hiểm. Trong thực tế thì cái việc tính bảo hiểm cho người lao động sẽ phức tạp hơn, tuy nhiên trong đề thi môn F6 thì để đơn giản thì ACCA giả định là cái mức lương cơ bản để đóng ba cái loại bảo hiểm này sẽ ở cùng một mức, và nêu luôn cho chúng ta cái tỷ lệ để đóng ba loại bảo hiểm này là 10,5%. Như vậy là hai cái thông tin này nó sẽ có thể thay đổi, cập nhật theo từng năm. Do vậy mỗi khi mà chúng ta làm bài tập thì chúng ta cần phải kiểm tra cái phần phụ lục đề thi để chúng ta biết được là cái cơ sở lương để đóng bảo hiểm là bao nhiêu, hay là cái tỷ lệ đóng bảo hiểm là bao nhiêu. Trong trường hợp này của chúng ta thì đã nêu rõ giả sử ông Phú sẽ đóng bảo hiểm theo cái tỷ lệ là 10,5% và cái cơ sở lương để đóng bảo hiểm là 24.200.000. Như vậy thì cái số tiền bảo hiểm bắt buộc mà ông đã đóng và được trừ hàng tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân sẽ là 24,2 triệu nhân với 10,5% bằng 2,5 triệu một tháng, nghĩa là 30 triệu một năm. Trong trường hợp mà công ty mà đóng cái hưu trí tự nguyện cho nhân viên thì khi đó cái mức mà giới hạn để được giảm trừ sẽ chỉ là 1 triệu một tháng một người thôi nhé. Chứ không phải là đóng hưu trí tự nguyện thích đóng bao nhiêu thì cũng sẽ được giảm trừ bấy nhiêu đâu. Ở đây nếu mà là hưu trí tự nguyện thì sẽ chỉ được giới hạn là 1 triệu, các bạn ghi nhớ. Cái loại giảm trừ thứ ba là từ thiện nhân đạo khuyến học thì chúng ta phải lưu ý thứ hai điểm. Thứ nhất là về cái đối tượng được nhận từ thiện. Cụ thể thì không phải là chúng ta thực hiện từ thiện hay nhân đạo hay khuyến học cho đối tượng nào chúng ta cũng sẽ được giảm trừ đâu. Mà cái đối tượng nhận các cái khoản từ thiện nhân đạo khuyến học của chúng ta chỉ bao gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các cái nhóm, các cái tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Và lúc này thì cái tài liệu chứng minh của chúng ta sẽ là cái chứng từ thu hợp pháp của cái tổ chức cơ sở đó. Cái nhóm thứ hai là các cái quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cái tài liệu chứng minh đóng góp sẽ phải là cái chứng từ thu hợp pháp do các cái tổ chức hay các cái quỹ
của nhà nước quy định. Trong cái tình huống này của chúng ta thì ông Phú đã đóng góp 100 triệu vào một cái quỹ từ thiện để chăm sóc cho người khuyết tật. Và chúng ta có thông tin là cái quỹ này thì được thành lập theo cái tổ chức này thì được thành lập theo cái quy định của pháp luật, và ông Phú thì có cái chứng từ thu hợp pháp của tổ chức này. Như vậy thì cái khoản từ thiện của ông Phú sẽ được coi là một cái khoản từ thiện hợp lệ để được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Như vậy ở đây chúng ta tính tổng lại ba cái khoản giảm trừ của ông Phú trong năm 2018 sẽ là 320,8 triệu. Sau khi mà đã xác định ra cái thu nhập chịu thuế cũng như là các khoản giảm trừ thì việc cuối cùng của chúng ta đơn giản là chúng ta đi tính ra cái số thuế phải nộp mà thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tính ra cái thu nhập tính thuế trong năm 2018, ở đây thì sẽ là bằng thu nhập chịu thuế là 9 tỷ 965 triệu mà trừ đi các khoản giảm trừ là 320,8 triệu bằng 9 tỷ 644 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ra được cái thu nhập tính thuế hàng tháng là bằng 9 tỷ 644 triệu mà chúng ta chia cho 12 tháng và bằng 804 triệu một tháng. Chúng ta tra cứu cái biểu thuế thu nhập cá nhân, cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân rút gọn ở trong thông tư 111 hoặc là trong cái phụ lục của đề thi, chúng ta sẽ biết được cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân tương ứng là bằng thu nhập tính thuế mà nhân với 0.35 mà trừ đi 9.850.000, đúng không ạ? Thì tương ứng trong cái trường hợp này, cái nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của ông Phú sẽ là 804 triệu nhân với 0.35 trừ đi 9.850.000 và bằng 271,6 triệu một tháng. Chúng ta sẽ tính ra được cái thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2018 của ông Phú bằng cách lấy cái số thuế phải nộp hàng tháng mà nhân với 12 để ra được là 3 tỷ 259 triệu. Các bạn lưu ý là trong cái tình huống này mình đưa ra thì không có cái phần trợ cấp tiền nhà. Còn nếu như mà có cái trợ cấp tiền nhà ấy, thì khi đó cũng rất đơn giản. Các bạn xác định ra cái thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà, đúng không ạ? Thì các bạn lấy cái thu nhập chịu thuế đó các bạn nhân với 15%, ra một cái số các bạn so sánh với cái tiền nhà thực tế phát sinh. Số nào nhỏ hơn thì các bạn sẽ tính vào cái phần cộng với cái phần thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà để ra được cái thu nhập chịu thuế đã bao gồm tiền nhà. Thì sau đó chúng ta lấy số đó chúng ta tính ra thu nhập tính thuế và tính ra số thuế phải nộp hoàn toàn như cái theo các cái công thức mà chúng ta vừa nói. Thì đó là cái cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với loại thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái loại thu nhập tiếp theo, đó là thu nhập từ đầu tư vốn.